thầy ơi con em nó hay ngồi nó nhìn lên bầu đây tôi ngồi nó cười một mình hoặc à là tối á tối nó trước khi đi ngủ nó vẫn ngồi cười. cười hoặc là khuya đó khuya khuya tự nhiên mọi người đang ngủ cái nó mở mắt ra cái nó cười một mình <cười> hoặc nó nói chuyện một mình cái chuyện gì đang xảy ra trong nó có một bộ phim đang chạy trong đầu của nó bây giờ nè trở lại à, một số ba mẹ đang thắc mắc là chúng ta có một cái khái niệm có tên là rối loạn tự kỷ đúng không? và nhiều khi các ba mẹ ở đây cũng chả biết tự kỷ là gì, cũng chả biết rối loạn là gì. đọc cái kết luận của bác sĩ, rồi bác sĩ nói là cái này là mang suốt cuộc đời. thế thì các ba mẹ bắt đầu ba mẹ sẽ hỏi là mang suốt cuộc đời nghĩa là sao? thì họ sẽ nói rằng là con có ba mẹ sẽ không có thể học tập được, không có thể làm việc được gì hết hoặc là học tập được chút ít thôi, làm việc là cũng chút ít thôi nó là, là may mắn lắm mới làm được điều đó còn không là phải phục vụ nó cả đời đúng không là mấy ông mấy bà về tổ quả nhập ma rồi bốc khối rồi khóc lóc rồi ôm con khóc rồi đúng không rồi ai đây ai đây ôm muốn tự tử ôm con nhảy cầu tự tử rồi bắt đầu bố với mẹ nào cãi nhau úng sùm rồi bắt đầu đổ lỗi cho nhau tại ông tại bà nhất là đổ thừa cho tại bà đấy đó không hiểu gì luôn rồi bắt đầu lên mạng tìm tự kỷ là gì đọc đọc cái đọc cái khái niệm tự kỷ xong rồi đơ đứng hình luôn đọc xong không hiểu gì hết <laughs> ai đây mà ai đây mà xong mà xong mà tự lên mạng tìm hiểu tự kỷ là gì á đi lên mạng tìm hiểu tự kỷ đọc xong cái đứng hình không hiểu gì luôn xong mua sách về đọc đọc cũng không hiểu gì luôn rồi xong rồi mua xong rồi đi mua mấy cái quyển gì đã can thiệp gì tự kỷ đọc xong cũng không hiểu gì luôn rồi xong rồi tham gia các khóa học nào ai dạy đó học xong là không được thầy cô dạy 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 bắt ghi chép 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 xong rồi ra là không được gì hết không làm được cái gì luôn đứa bé nó chả phối hợp gì luôn và bắt đầu khi mà các ông bà thấy xuất hiện ông trần hoàng minh xuất hiện thấy được cái chữa lành tự kỷ đồ la làng lên ơi lừa đảo Ôi trời làm gì có cái chuyện mà tự kỷ chữa được lắm 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 mừng Sao mà cứ thấy cái kênh youtube của tôi càng ngày càng nhiều người coi cái Rất là kênh youtube của tôi ngày càng nhiều kiến thức hay Kênh của tôi ngày càng nhiều người chia sẻ được Lớp học ngày càng nhiều người Các bà mới giật mình mong bà mới đi vô tìm hiểu Cái ban đầu mong bà, bà mới học có phản kháng Và riêng những ai thật sự thả lỏng ra Yêu thương con thật sự Mà chắc chắn ở đây hết rồi anh đang nằm đây hết rồi thì bắt đầu mở lòng ra bây giờ vái đông vái tây vái đủ thứ phật bà quan âm đủ thứ mọi người rồi vẫn chưa có kết quả mà thì giờ tiếp tục thế thôi biết đâu hên làm được đúng không nào thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với ba mẹ tại sao mà lớp chữa lành này nó thành công bởi vì tôi biến tất cả mọi thứ phức tạp nhất của ngành y khoa của ngành Khoa học não bộ của chữa lành cực kỳ là phức tạp tôi biến thành công thức cực kỳ là đơn giản giải thích cực kỳ là đơn giản tiến sĩ cũng hiểu mà nông dân cũng hiểu nước trong cũng hiểu mà nước ngoài cũng hiểu ai cũng làm được ai cũng hiểu được bây giờ bắt đầu tôi phân tích cho các ông bác bà, bà nè chưa những khái niệm này phần đa đây chưa nghe trừ khi đã học với thầy rồi phần đa chưa được nghe tôi không có phản bác những cái khái niệm của ngành y khoa bất cứ cái điều gì hết tôi không phản bác gì hết cứ để đó nghe tôi tiếp cận tự kỷ ở góc độ mới nè tự kỷ là một hành vi đứa trẻ nó làm cái gì đó mà nó thích hết đừng có phức tạp gì lên đó là nó làm một cái gì đó mà nó thích hết thí dụ nó cầm cái chai nó cứ nhìn nữa cái chai suốt ngày thì gọi là tự kỷ thì nó thích nhìn được cái chai suốt ngày hoặc là nó nhìn vậy nè hoặc là nhìn vô quạt máy nó nhìn như quật máy nó chạy là nó bật tắt bóng đèn bật tắt bóng đèn bật tắt bóng đèn hoặc là nó chơi ô tô thì nó không thèm chơi ô tô đâu nó cứ nhìn như cái bánh xe của ô tô hoặc nó sắp thành hàng dài và tí tỷ kiểu như vậy đó Cho nên là ba mẹ bình luận vô ba mẹ ghi vô cái câu đơn giản cho tôi tự kỷ là con làm cái điều gì đó con yêu thích hết xong hết rồi đó trăm phần trăm chỉ cần chỉ cần đổi cái câu này qua một cái thôi là đã chữa được cho con xong rồi tự kỷ là con làm một điều gì đó con yêu thích là xong rồi đó có gì đâu đừng phức tạp vấn đề lên đừng có phức tạp vấn đề lên chính vì chúng ta ở đây phức tạp vấn đề lên nó giống như bà bách đó, bà bách còn ở đây không mất tiêu rồi bách ơi tắt màn hình à hả à. cái việc con của bà chậm nói nó cực kỳ đơn giản bà nói một hơi rồi tôi chả biết bà nói cái gì bản thân như tôi là một cái chuyên gia về trẻ tôi ngồi tôi cũng chả biết bà nói cái gì sao người ta hỏi bà muốn cái gì em cũng không biết em muốn cái gì <laughs> vâng nhưng từ và nãy sao? giờ em nghe thầy nói đúng đó thầy ạ sao mà sao mà bà làm khó bản thân bà dữ vậy mà bắt bà làm khó con bà dữ vậy <laughs> vâng đúng rồi thầy ạ đúng không có phải là con bà nó thích một cái gì đó yêu thích và cái việc mà chúng ta nè ba mẹ nó chữa tự kỷ nè sao mà cái lớp tôi nó thành công là như vậy đó chưa tự kỹ nè hãy để cho con làm cái điều con yêu thích là nó hết từ kỹ xong đấy ông bà đóng mấy chục triệu mấy trăm triệu đi học mấy cái khóa cái gì gì cái tên là tôi biết hết mấy cái tên đó mà làm như tôi không biết à đấy có thành công đâu miễn phí nè cái này miễn phí cái này vẫn đăng lên youtube đây mà nó nằm trên kênh youtube của tôi mà mẹ có cần gì phải tốn thời gian đâu À đây tôi chỉ chữa rối loạn thôi còn tự kỷ đơn giản không bà tự cứ bây giờ con yêu thích đúng không cứ để cho nó tự nó chơi nó nó chơi thỏa mãn cái điều yêu thích chúng ta mắc sai lầm là gì khi chúng con chúng ta nó chơi cái cái tự kỷ đặc biệt nó ở chỗ này nè ba mẹ đó là hành vi đập khuôn lặp đi lặp lại rất nhiều lần và hơi kỳ lạ một tí dẫn đến tình trạng là chúng ta cứ nhìn nó giống mấy đứa khùng mấy cái người bị tâm thần phân liệt y chang đúng không đó chúng ta bị nhập nhằng ở chỗ đó đó chúng ta là bị là bị rối là rối chỗ này và chính chính các ngành y khoa họ đang bị rối chỗ này họ không phân biệt được họ không phân biệt được có khỏe là bị tâm thần phân liệt hay không tôi biết hết tôi không thèm nói có một học viên ở đây để ta nhìn cho tôi biết tâm thần phân liệt mà tôi không nói cho đến khi được chữa rồi tôi mới nói thì nó xong rồi nó hết rồi còn đâu là nói thì nói lúc đó là mẹ nó đỡ đỡ hoang mang chứ lúc đầu mà tôi nói là bà hoang hoang mang lên liền trong khi bản bản thân bà bà cũng không biết các bác sĩ bên đó cũng không dám nói hay là hay là không biết luôn ừ uhm, ok đổ tỷ lệ chúc mừng đổi tỷ lệ ở nancy rồi đó nancy rất căng đảm nói em rồi đó thế thì bây giờ con nó thích thì nhà Nancy nó cũng vậy đó mà mẹ nhà Nancy cũng vậy đó con rất thích đi ra ngoài mà con rất rất thích hoạt náo con rất thích được đi ô tô nó buộc khám phá thế giới này đứa trẻ nào nó cũng vậy mà ok Nancy là con có bị rối loạn nó không phải là bẩm sinh mà này nó bị rối loạn do nó thay máu nó bị rối loạn cấu trúc gen các cái năng lượng trong người nó bị rối loạn lên rồi có đồng mình không biết cách động nó tổ quả năng lượng nó rối lên làm lên thần kinh nói chung là nội tạng đặc biệt là nội tạng không sao hết AB sẽ giúp chữa cho con. Anh si, cho con nghe bài uh, thiền nội tiếu chữa lành não bộ thứ hai nha. Phát triển hai não bộ đó, cái bài đó là nó chữa cho con các cái vấn đề về các nó tái cấu trúc uh, gen cho con về các rối loạn từ lúc nhỏ. Cái bài đó không phải riêng gì cho cho mẹ đâu, bữa tôi nói cho mẹ và cho cả con là như vậy đó, cho cho con nó nghe cái đó. Bắt đầu các năng lượng trong con, tại vì nó đang rối là rối, nó đi chuyện nó vào cái tế bào gốc của con luôn khi mà con nó thay máu như vậy nó lộn xộn rồi thuốc men nó đập được đó mà thay như vậy nó thuốc men đập từ lưa tà la lên vô đó thì thì con nó bị rối loạn bây giờ nó cứ chữa nhưng dần 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 như vậy tự động tự động thôi bài nó mạnh hơn bài chỗ là nổ bộ số 1 bài chữa là nổ bộ số 2 nó mạnh hơn gấp trăm lần tự động nó sẽ chuyển biến rồi đó là tự kỷ thế thì khi mà con chúng ta nó có một cái sở thích con nó có một sở thích gì đó dù nó kỳ lạ mình vẫn chấp nhận cho con mình có sở thích kỳ lạ đó và cái thứ này là thứ chúng ta cần lưu ý đó là con nó chỉ thích chơi một mình là nhiều hoặc là nó khó khăn nó chơi với lại người khác hoặc là nó chỉ chơi với ba với mẹ nó thôi nó không nó không tương tác được với lại người bên ngoài đó ở đây là khó khăn chứ không phải là rối loạn cái này là khó khăn nó khác với rối loạn nó khó khăn à, nó không thích chơi với người ta Thế giờ ba mẹ phải giúp con mình bằng phương pháp tắm xong bằng cách rằng là mình phải là người chủ động đến chơi với con. Chơi các trò chơi mà con đang lập đi lập lại hàng ngày đó đó. Hồi nãy có một mẹ nói mất tiêu rồi. Cái gì mà nó mà chơi nhảy nhảy qua không biết mệt gì đó. <laughs> Đâu rồi có ai đó nãy bình luận mà tôi đọc cái nó chạy tin nhắn mất tiêu rồi. Là 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 con em nó chạy nhảy suốt ngày mà nó không biết mệt đó. Sao Nó không biết mệt. Cái câu mình đã sai rồi, à? cái câu đó là của mình là mình sai rồi. Con là một đứa trẻ khỏe mạnh. Nó có rất là nhiều năng lượng và nó hoạt náo. Đứa trẻ nào nó cũng vậy mà, 100% đứa trẻ nó đều như vậy mà. Nó đều nhúc nhích Nó đều lăn lết bò trường chạy nhảy Cho đến khi Nó hết năng lượng Pin nó hết nó ngủ nó sẽ sạc lại Pin nó hết nó ngủ nó sẽ sạc lại Và người lớn của chúng ta Chúng ta đã là những người không khỏe mạnh Là những người bệnh thật thật sự Bởi chúng ta ngồi quá nhiều Chứ cơ thể của chúng ta ly ra Chúng ta phải hoạt động thật là nhiều Mới đúng Thế là cơ thể của con mới là cơ thể khỏe mạnh Cơ thể của mẹ mới là cơ thể bệnh tật đứa trẻ nào nó cũng vậy hết một trăm trăm đứa trẻ nó đều hoạt động cho đến khi mà nó hết pin nó ngủ nó sạc lại cho khi nhiều khi nó leo lên xe nó ngủ nhiều khi nó chui vô nó đang chơi nó nằm ở trong góc bàn nó ngủ trong góc bàn nó hết pin rồi cho nó hết pin nó ngủ nó tỉnh dậy nên đừng gán cho con mình là tăng động một cách vô lý như vậy adhd một cách vô lý như vậy khi con chúng ta nó chạy nhảy liên tục như vậy thì chúng ta cũng chạy nhảy liên tục với con bởi vì sao như vậy bởi vì con nó không chơi được với lại thế giới xung quanh con nó chơi một mình thì nó cần một người nào đó chủ động chơi với nó trước làm bạn với nó trước chơi các trò chơi con yêu thích trước tương tác với nó trước chứ không phải là mình bắt con của mình phải chủ động chơi với mình bắt con của mình phải nhìn vào mắt của mình khi mà mình chủ động mình chơi đúng như tất cả những gì mà nó làm thì tôi gọi là phương pháp tắm sông. Phương pháp tắm sông nghĩa là gì? Con nó đang tắm ở dưới nước Thì mình nhảy xuống mình tắm dưới nước với con chứ không phải đứng trên bờ mà gọi ê con lên đi con lên đi, không phải. Những đứa có phổ tự kỷ nó có một cái trò chơi rất là đặc thù riêng biệt của nó. Tôi ví nó giống như người cá vậy đó. Nửa người nửa cá và nó thích ở dưới nước nhiều hơn vì vậy là chúng ta không thể nào bắt đứa con của chúng ta lên bờ mà chúng ta phải nhảy xuống chúng ta tắm với nó chúng ta chơi với nó chơi các trò chơi dưới nước với nó cho đến khi nó chịu mở lòng mình ra mà 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 khi nào nó mở lòng mình ra khi nào chúng ta cũng phải trở thành một người cá giống như con ngày này qua ngày nọ ngày nọ qua ngày này rồi đến khi nào đó nó thấy chúng ta lên bờ chúng ta chơi những trò chơi và chúng ta gọi nó lên thì nó lên nhưng chúng ta phải qua bước xuống một là phải chơi các trò chơi con yêu thích hết Simple, It's simple cực kỳ đơn giản là nó sẽ hết tự kỷ vậy đó ba mẹ để tôi gọi là phương pháp tắm xong là như vậy ba mẹ có thể coi thêm ở trên youtube của thầy chồng hoàng minh để chi tiết và kỹ hơn mà cũng như những cái lưu ý và đây là cái thứ đặc biệt và đây là cái thứ đặc biệt rối loạn rối loạn rối loạn thì đứa trẻ nào nó cũng có rối loạn hết chứ không phải là riêng về tự kỷ tuy nhiên những đứa tự kỷ á, nó lại mang nhiều rối loạn hơn như là rối loạn giấc ngủ rối loạn về việc sợ hãi một cái gì đó rối loạn về thính giác nó sợ tiếng động tiếng âm thanh nào đó rối loạn về thị giác nó sợ nhìn một cái gì đó rối loạn về vị giác vị giác cứ thứ gì cũng bỏ vô miệng hết thậm chí là phân là cứt là đất là đá bất cứ thứ gì nó cũng bỏ vào miệng rối loạn về cứu giác cái gì cũng ngửi cái gì cũng ngửi rối loạn về xúc giác rất là thích nước cứ suốt ngày ngoài nước suốt ngày cái tắm xả nước liên tục và những cái rối loạn này mà chúng ta không biết cách chữa cho nó thì khả năng nó chuyển qua tâm thần phân liệt là chuyện ngu rất là phổ biến là bị khung á cho nên là cái ranh giới rối loạn này là ranh giới rất là nguy hiểm nếu chúng ta không biết cách và đặc biệt nếu như chúng ta ghép tự kỷ là rối loạn thì không được không thể ghép một cái hành vi đứa trẻ nó suốt ngày nó 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 nhìn ngón tay như thế này gọi là rối loạn không được nó đang làm cho trò chơi, chơi yêu thích của nó mà nói là nó rối loạn rồi nó bị khùng rồi thế là chúng ta làm gì can thiệp vào dập tắt vào chơi gì chơi với ai và khi mà đứa trẻ nó đang có một trò chơi yêu thích là nhìn tay như thế này và chúng ta can thiệp chúng ta dập tắt thì sao nó đang hứng mà và nó sẽ khóc lên và các chứng rối loạn nó sẽ xuất hiện Hiểu được chỗ này không? Cái này là nguyên tắc rất là quan trọng Ai hiểu Ai đã phân biệt được rối loạn với lại tự kỷ rồi Nói là rồi Còn chưa thì nói là chưa Bấm số 1, số 0 nào Số 1, số 2 nào Hiểu rồi bấm số 2 Chưa hiểu lắm Bấm số 1 Hiểu hết Đã phân biệt là rối loạn với tự kỷ rồi bấm số 2 Đừng có phức tạp lên Nghĩ đơn giản thôi Đừng có Bấy ông bà mà nghĩ phức tạp lên là ông bà sẽ sẽ bắt đầu rối đó chỉ thật là đơn giản nhìn vào khuôn mặt của con nhìn, nhìn vào khuôn mặt của con con làm một cái gì đó mà con tỏ ra sự thích thú à, bà thảo nguyễn bà xuất hiện là bắt đầu bắt đầu tôi lại môi bả nè thảo nguyễn con làm một thứ gì đó mà con thích thú con tập trung vào thì đó là tự kỷ là hành vi con yêu thích mà kỹ là yêu đó ba mẹ tự là bản thân Bản thân con có làm một cái gì đó con yêu thích. Thì chúng ta sẽ nhìn vào khuôn mặt của con, nhìn vào cảm xúc của con, nhìn vào hành vi của con nó thích. Thì gọi là tự ký. Tự ký thì dùng phương pháp tắm sông, tôn trọng hành vi đó của con và tới mình chơi luôn trò chơi đối với con, làm ơn đừng có dập tắt. Làm ơn đừng có can thiệp vào. những thầy cô những chuyên gia nào đang ở trong lớp này mai mốt đừng có dùng từ, từ từ can thiệp nữa bỏ đi cái từ can thiệp đi mình đổi cái tên trung tâm mình là trung tâm hỗ trợ trẻ tự kỷ đó trung tâm giúp đỡ trẻ tự kỷ trung tâm chữa lành trẻ tự kỷ và mà đúng với cái tên gọi đó con nó vào mình làm phương pháp đó mình giúp cho các ba các mẹ tức là các trung tâm vẫn giúp mình mở vẫn vẫn mọc lên được mà vẫn làm được mà tôi đâu có cướp đi miếng cơm ăn áo của các ba có thầy cô đâu có thầy cô làm hướng dẫn của tôi đi tôi biết là các thầy cô làm đâu có được đâu cho nên bây giờ thầy cô học phương pháp của tôi đi giúp cho đỡ cho các con mà ok đừng có giận tôi nữa tôi biết nhiều người giận tôi lắm nhiều người giận tôi lắm họ nghĩ rằng là tôi đang cướp mất cái miếng cơm của họ không có đâu tôi mà cướp mất miếng cơm á còn lâu tôi mới nói mấy cái này cho nghe còn lâu tôi mới nói công công khai như thế này cho nghe tôi cướp miếng cơm tôi giấu để đó hết ba mẹ biết là bây giờ là tôi là độc quyền tôi là usb đó you, you need service point tôi USB độc quyền của mình tôi làm được có mình tôi làm được cái chuyện này cho nên mà giờ tôi giấu nghề tôi đóng là tôi làm biết kiếp tôi đóng là hết sắp tới tôi còn xuất bản sách mà tôi bán xuất bản sách tôi cho mọi người đọc hết mọi người ai cũng được biết cái chuyện này tôi giấu là tôi không bao giờ tôi nói như thế này mà hôm nay các ba mẹ được học không thu phí đâu giấu để làm gì hình dung được không đây các thầy cô ở đây các chuyên gia ở đây làm đi ngày xưa giờ mình làm không được thì mình học mình làm đi đừng bà và bà, và đừng có nói là trời ơi ông này ông là cái gì có người nói tôi là gia sư tiếng anh này đúng tôi là trước đây tôi là gia sư tiếng anh bây giờ tôi là giám đốc tiếng anh được chưa tôi là giám đốc trung tâm tiếng anh thì thằng nào cũng phải đi từ cu li mới lên được làm làm thợ làm thầy chứ ai mà sinh ra được làm thợ làm thầy liền đâu phải thằng cu li trước nó sai bị sai quấn chết bà luôn đúng không Đấy. được chưa rồi ai cũng làm được ai cũng làm được nhưng mà rối loạn thì khó rối loạn thì rất là phức tạp tôi nói trước cái này tôi không có án rối loạn rất là phức tạp Vậy nhìn vào con cũng cái hành vi giống giống như vậy nhưng mà cái mặt con khó chịu cái mặt con nó khó chịu lắm nó bực bội nó bực dọc lắm ví dụ như mình thấy con mình nó gõ tay như thế này đúng không thì cái âm thanh á nó rất là thích nghe cái nọ âm thanh đó từ nhà này có nhà việt này, thị trường đó. nó rất thích lấy cục nước đá nó ném xuống sông ném xuống ao cái cái có cái gì mà nó mà ném được xuống thì nó thích gì nó thích nghe được cái tiếng chủng 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 vậy đó mà cho nó một thùng nước đá bự bao nhiêu nó cũng ném xuống hết nó cảm giác nó không được nghe cái tiếng đó còn không có nước đá đúng không nó sẽ đi tìm một cái hòn đá nào đó ném nó thích được nhìn cái nước văng lên nó thích được nghe cái tiếng nước chủng 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 này thì cho con chơi hành vi đó còn mà khi mà mà con khó chịu ví dụ như con hôm bữa là có nhà nhà giáp đó con nó, nó chấn chấn vô lỗ tay nó mà mặt nó nhăn nhó nó khó chịu thì nó là rối loạn nó khóc lóc là rối loạn nó đập đầu ăn bạ là rối loạn không lẽ chúng ta không cảm nhận được người ta đang buồn hay người ta đang vui sao nó cực kỳ là đơn giản nên mà mình sẽ nhìn vào con mình nó khó chịu là nó rối loạn nó khóc là nó rối loạn nó cười là nó, nó, nó là tự kỷ thầy ơi con em nó hai người nói chuyện một mình mà nó cười lắm À, hôm nay tôi có một mẹ nói với tôi là à, à, bình thường thì nó chơi được bắt với em nhưng mà không có em chơi với nó thì nó chơi một mình nó vẫn cười thì nó là tự ký thì kể nó đi còn nếu mình có thời gian mình ra mình chơi với nó có. còn không nó tự cho nó chơi một mình thầy ơi con em nó hay ngồi nó nhìn lên bầu ngay có ngồi nó cười một mình hoặc à, là tối á tối nó trước khi đi ngủ nó vẫn ngồi cười, <cười> hoặc là khuya đó khuya khuya tự như mọi người đang ngủ cái nó mở mắt ra cái nó cười một mình <cười> hoặc nó nói chuyện một mình cái chuyện gì đang xảy ra trong nó có một bộ phim đang chạy trong đầu của nó nó đang nhớ lại một cái chuyện gì đó vui hoặc thậm chí nó khóc nó nhớ được một cái chuyện gì ám ảnh nó khóc ủa cái chuyện này chuyện bình thường mà một số ông một số bà ở đây vẫn rơi vào tình trạng đó mà tự nhiên cái mình ngồi mình nhớ cái chuyện đó mình cười một mình tự nhiên mình nhớ cái chuyện gì đó mình khóc một mình không có bà có bị tự kỷ không có rồi tiếp tục ở nhà Thảo Nguyễn nè hôm bữa biết câu video lại chưa nhà Thảo Nguyễn ấy, hỏi tôi hỏi tôi cái câu hỏi rất là lâu dài mà tôi vẫn chưa hiểu được là nó hay nó hay nhìn liếc cái chết nó bắt lên nó liếc nhìn nó à, hỏi tôi hoài cho đến khi hồi bữa đi Ocean Park ở ngoài Hà Nội nó dẫn con lên gặp tôi để đi chơi hai ngày mà đi chơi ngày với tôi ở Ocean Park Hà Nội viên cơm thế là nó vẫn nhìn cái bả kêu là Bà, bà mới nói là, nhìn thẳng nhìn thẳng đi con nhìn thẳng đi con a à, tôi bắt được bài luôn tới lúc đó tôi thật sự tôi vào hoàn cảnh đó là 5D rồi 5 d rồi tôi bắt được bài liền bắt được bài của con bà là nó nhìn nhưng mà nó rất là tập trung và não đang suy nghĩ và tôi thấy khuôn mặt của nó bà, khuôn mặt của nhà thảo đâu rồi đâu rồi đâu mất rồi tôi mới thấy đây đây đây, đây. đấy đấy khuôn mặt nó khuôn mặt nó sáng chào lên thầy. mẹ ừ chào con trai chào mẹ tuyệt vời đấy rồi Chào thầy. Chào thầy, thầy. Rồi, thầy mình chào con. Và khuôn mặt nó sáng ừ. lên ba mẹ. Khuôn mặt nó sáng lên. Nó tập trung lắm, nó nhìn mà nó nhìn không không nhúc nhích luôn, có nghĩa là làm gì? Trong não nó đang phân tích một cái bộ máy vi xử lý khổng lồ mà nó đang phân tích cái gì, gì gì đó. Nó giống như mà mình đang tập trung một làm một cái gì đó, đúng không? Chúng ta đang vẽ, chúng ta đang tính toán, chúng ta đang làm một cái gì đó. Thì đối với con là một đứa tự kỷ. Thì nó đang xử lý não bộ như vậy, con ba bà là là một nhân tài tuyệt vời đấy sau này mà nó xử lý một cái gì thông tin một cái gì đó là nó sẽ tập trung như vậy tôi cần những đứa tập trung như vậy đó giống như bà mẹ bắt thầy ơi thầy giúp con em tập trung đó nó tập trung một cái chuyện mà nó nhìn nó phân tích cái não gì đó nó đang tập trung đó cái đời mà mình không muốn cho con mình nhìn kiểu đó mình muốn con mình mình nhìn thẳng giống người khác thì con mẹ vẫn nhìn thẳng giống người khác mà nhưng mà khi nó tập trung nó nhìn một cái gì đó chăm chú nó phân tích để nó nó thấu hiểu nó thấu đáo cái gì đó thì nó lại phải suy nghĩ thế này Đấy, bà chưa có nghe hết bài không nhớ hết bài của tôi ở à, đây 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 rồi có rồi <laughs> đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi, rồi. Đấy. ví dụ nào ánh mắt mình mà nhìn chết qua bên trái Nhìn xuống nghĩa là người đã đang suy nghĩ à Ánh mắt của mình Mà nhìn qua bên trái Thì không có nhìn chết xuống đất, xuống đất Cứ nhìn ngang thôi Thì là chúng ta đang nhớ lại một anh âm, âm thanh nào đó à, Ánh mắt của mình nhìn chết qua bên phải Mà nhìn xuống Thì chúng ta đang nhớ lại một cái cảm xúc Một cái chuyện cũ Một cái cảm xúc nào đó Ánh mắt mình đang nhớ lại hình ảnh đi hướng lên hướng lên à, là chúng ta đang hướng gọi là nhớ lại hình ảnh ví dụ bây giờ tôi nói với các a mẹ nè bây giờ chúng ta hãy làm một bài tập có tên như sau hãy nhớ lại lần gần đây gần lần gần đây nhất có chuyện gì vui lần gần đây nhất hôm qua cũng được lúc sáng này cũng được tuần rồi cũng được có chuyện gì vui À, tôi đang nhớ nè mắt tôi bắt đầu nhìn qua phải tôi đang nhớ tôi nhìn lên trên tôi đang nhớ lại um... ai đó nói với mình cái câu gì âm thanh nè nhớ là âm thanh nè rồi tôi nhìn chết lên trên tôi nhớ âm thanh à... đấy thì chưa đấy. hình ảnh đó là hình ảnh gì đó là ánh mắt chúng ta đã đảo qua đảo lại khi chúng ta nhớ là một chuyện gì đó Chúng ta tập trung vào một cái chuyện gì đó thế vì bây giờ con nhà bà Con nhà bà Thảo bà nói với tôi là Thầy ơi con em nó cứ nhìn chết mắt như vậy hoài Thì đó là hành vi tự kỷ và phải tôn trọng nó Phát triển nó lên Nó chết như vậy là nó chết về hướng nào Con mẹ có xu hướng là Âm thanh hay là ánh sáng Hình đó Như vậy nếu mà tập trung vào như vậy tốt Thì sau này biết đâu nó trở thành một kỹ sư cái đứa mà nó vẽ 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 đó vẽ mô hình đó biết đâu nó là một họa sĩ biết đâu nó là một cái người quản lý tại vì quản lý nó phải nhìn tập trung đúng không nhìn bao quán mà nhìn tập trung một cái chuyện gì đó nó làm quản lý cho một cái việc gì nào đó biết đâu nó là một cái kỹ sư phần mềm tập trung để ngồi làm quan trọng gì cái chuyện liếc không liếc nó đâu có bị lé đâu mà sợ thì chúng ta phải phân biệt đâu là hành vi tự kỷ để rồi chúng ta phát triển nó lên và đâu là hành vi Rối loạn để mà chúng ta chữa lành cho nó Rồi giải thích tới đây rồi Ai chưa hiểu nữa Thì bấm số 1 Thôi bây giờ nè Bây giờ này để, để tôi giải thích cho nó Cho cho tôi làm gì bài tập này cho nó nhanh Ghi vào trong ô chat Hành vi nào mà ông bà Vẫn không phân biệt được Đừng có suy nghĩ phức tạp lên Chứ tập trung vào cảm xúc của con thôi hành vi nào mà vẫn không mình vẫn không phân biệt đó là tự kỷ hay là rối loạn mình phải vượt qua được bài tập này không vượt qua được bài tập này thì khó lòng mà chúng ta đi sâu hơn và vào các lớp chuyên sâu hơn nó đơn giản thế mà mình không nhìn không biết là là, là dở lắm cho nên là tôi sẽ giúp các bà mẹ cho tới nơi tới cùng con em vừa tự kỷ vừa rối loạn ở ờ, đúng ở đấy xoay vòng tròn xoay vòng tròn thì nó hai trường hợp xem tròn có hai trường hợp nó cũng có thể là tự kỷ mà nó cũng có thể là rối loạn xem vòng tròn thì bây giờ mẹ vẫn nhìn vào cảm xúc cho khuôn mặt của con nếu nó con xoay mà con nó vui nó cười nó giỡn thì ok nó là tự kỷ nhưng mà nó xoay là nó xoay nó là nó xoay thôi thì nó là bị gì rối loạn giác quan tiền đình ở bên trong kệ đó để cho nó làm và mình dùng phương pháp là gì chữa lành đi bộ chân không nhiều cho con phơi nắng nhiều lên cho con chơi ngoài trời nhiều lên cho con đi bộ Uh, chạy bộ chân không nhiều lên. Đấy, mà dùng các cái tương pháp nữa thì tự nhiên mấy cái hành vi này nó sẽ hết. Bây giờ vỗ tay là mặt nó vui hay mặt nó cười hay là mặt mình nhìn thấy mặt con mình nó cũng uh, tập trung thì đó là hướng, hướng ấy thôi. Thì đó là tự kỷ thôi thì phần đa đây đều là rối loạn mà phần đa đây có rối loạn mà tự kỷ thường nó sẽ đi kèm với rối loạn thường là có hai lý do một là chúng ta đi dập tắt cái hành vi tự kỷ của con dẫn đến là con bị rối loạn nó giống như là mình thích cái gì đó mà người ta cấm cấm đón mình á đó. cái mình khó chịu mình bực bội mình đau khổ mình buồn bã thì sinh ra bệnh rối loạn là bệnh rối loạn là bệnh không cười mà cũng không khó chịu mà mặt buồn thì nó là rối loạn mặt buồn để làm những điều đó cũng chưa chắc là bởi vì nó làm cái khác mặt nó vẫn buồn là những đứa trẻ này không có năng lượng à, thích tắm với nước là tự kỷ không phải là rối loạn Tích xe bánh xe là tự kỷ Đúng rồi Ngủ không được là rối loạn Tương tác mắt kém Tương tác mắt kém Là tự kỷ Nhưng mà không phải Có nghĩa là con chưa có khả năng Thì vậy tự kỷ mình giúp mình mẹ Mẹ tắm xong với con Mẹ bảo là Mẹ tắm xong với con Dùng chiến lược tắm sông tôi nói gọn như vậy là tắm sông nghe chứ không phải là mai nó bắt nó xuống sông tắm đi. Sợ nghe âm thanh lạ thì đó là rối loạn, là bệnh đó, các cái khó khăn về thính giác của con. Leo trèo lên ghế, đang người ông bà là tự kỷ. Cái gì cũng ngửi là tự kỷ. Có thể có kèm rối loạn. Nhưng mà không sao, cái này nó không vấn đề. con hay bỏ đồ vô trong miệng nhặt đồ lên thì nó không phải là tự kỷ mà nó cũng không phải là đối loạn này <laughs> là kỹ năng sống nó là kỹ năng sống con chưa biết phân biệt nó không phải gì nó không phải bệnh gì hết nó chả bệnh gì hay cắn hay cắn sao á thầy chăm chả hiểu cắn là sao cắn cái gì cắn cái gì mới được cắn mình hay cắn sao mấy bà mấy bà bình luận mà mấy bà mấy bà tiết kiệm quá leo cây thang tường cao nó là tự kỷ rồi bây giờ chúng ta à, phân biệt một tí nữa một số loại tự kỷ chúng ta nếu như nó vượt vào tình trạng là nguy hiểm thì chúng ta không được phép cho con mình làm ví dụ leo cao quá 2 mét thì con nó té xuống làm sao mà không cho nhưng mà leo một mét té xuống được không chắc tôi nghĩ là được đối với tôi nếu mà từ một mét té xuống tôi nghĩ là cũng ổn hoặc là nếu mà mình vẫn còn lo thì năm tấc 50 cm thì vẫn cho nó nó leo. Nó phải biết đau. Nó chưa té nó không biết đau. Cho nên là phải cho nó té thấp thì nó mới biết đau, đặng khi mà nó leo cao thì nó mới biết sợ. Chạy mà chạy kiển chân chưa biết, chưa hiểu. Chân có bị kiển sẵn không? mẹ bình luận cho nó đầy đủ vô chứ giờ thích nhìn vào đèn pin đèn điện thoại thì nó là tự kỷ kêu không quay đầu nãy nói rồi lại hỏi nữa kêu không quay đầu là tự kỷ mới vừa nói xong mà giờ còn hỏi nữa kêu không đầu là tự kỷ mà muốn cho kêu nó quay đầu Mình lại mình lại trước mặt con mình chơi với con ngày mai chúng ta học thi lê như là vào lớp chuyên sâu rồi thì phải mai chúng ta học về các vấn đề này nó học về cách để chơi với con à cái này là rối loạn nè hay lấy cái ngón tay cạy mấy cái nốt chảy xước nó chảy máu luôn thì nó là thật sự nó không phải là rối loạn nhưng mà nó cũng là rối loạn tại sao nó là tôi nói lại như vậy bởi vì thế này nè bà mẹ những đứa trẻ nhỏ nó chưa có cái cảm giác là đau. Nó không có cảm giác đau. Hay nói đúng hơn là các cái dây thần kinh trên da của nó nó phát triển chưa có được đầy đủ. Cho nên á khi mà nó bị nó cào trên da của nó, nó chảy máu nó vẫn chưa có cảm giác là đau. Hình dung không? Cho nên nó phát triển chưa đầy đủ. Nhưng cũng có những cái trường hợp nó phát triển đầy đủ rồi nhưng mà nó cào nó chảy máu nhưng mà nó vẫn không cảm giác được. Cho nên là có thể nó rối loạn mà cũng có thể nó không rối loạn. Chứ không phải lúc nào nó cũng như vậy chúc mừng bạn đã xem hết video của kênh tâm lý giáo dục trần hoàng minh để xem những video mới nhất và bổ ích mỗi ngày hãy bấm vào nút đăng ký sau đó bấm vào nút chuông youtube sẽ nhắc bạn khi có video mới bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ bài học ý nghĩa nào cho con và cho chính bản thân bạn